Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh những người con của quê hương Thái Nguyên yêu cây chè và các sản phẩm từ trà thì không còn quá xa lạ. Thế nhưng không sinh ra tại vùng đất này, nhưng lại có niềm đam mê với cây chè và các sản phẩm từ trà thì là một điều hiếm thấy. Vậy cây chè của xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên có điều gì thu hút đến vậy? Và điều gì đã níu giữ chân một chàng trai Hà Nội đến với vùng chè này? Quý vị hãy cùng theo dõi hành trình khởi nghiệp của chàng trai 9X này nhé! Sinh ra và lớn lên ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Dù gia đình có cơ sở kinh doanh, song anh Thạch Thọ Công lại có niềm đam mê với ruộng vườn, cây cối. Với sở thích này, những lúc rảnh rỗi, anh thường đến những vùng đất trù phú ở các tỉnh lân cận tìm hiểu về các sản phẩm nông nghiệp. Trong một lần đến với xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên, được thưởng thức những chén trà thơm ngon do chính bàn tay người dân nơi đây sản xuất, anh Công đã cảm thấy rất thích thú và bắt đầu tìm hiểu về loại cây trồng này. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thay vì thi vào đại học, anh Thạch Thọ Công, sinh năm 1994, quyết định chọn gắn bó với cây chè và thành lập Hợp tác xã chè Công Tâm Minh Đức ở xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thạch Thọ Công, giám đốc Hợp tác xã chè Công Tâm Minh Đức. Mình là chàng trai đến từ Hà Nội. Mình có niềm đam mê mãnh liệt với cây chè Thái Nguyên. Công thân mến, em có thể chia sẻ một chút cái cơ duyên giúp cho Công đến gần hơn với cây chè của Thái Nguyên và cây chè của xã Minh Đức không? Trước kia mình có một dịp lên Thái Nguyên chơi. Lúc đấy mình được thưởng thức một chén trà của địa phương mình. Uống mình thấy rất là ngon, tiền chát hậu ngọt, rất vị trà rất là thanh, uống rất là ngọt sâu. Trước đấy thì mình cũng nghe bố mẹ mình kể là từ hồi mẹ mình nghén mình cũng nghén uống chè cơ. Nên mình cũng nghĩ có khi đây là một cơ duyên. Dù trà của xã Minh Đức là rất là ngon nhưng mà chưa có thương hiệu. Thế là mình nghĩ tại sao là mình không thử lên đây. Mình đang từ công nghiệp mình muốn chuyển sang nông nghiệp để thử sức xây dựng một thương hiệu chè cho địa phương. Nhận thấy xã Minh Đức có lợi thế là xã có làng nghề chè truyền thống, xóm Lầy Năm, cùng với nguồn lao động địa phương dồi dào, vùng nguyên liệu chè lớn khoảng 200 hectare. Song việc sản xuất của bà con vẫn mang tính tự phát nên năng suất chưa cao, giá chè bán ra không ổn định. Từ năm 2021, anh Công đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để mua lại hơn 3 hectare chè cằn cỗi của người dân nơi đây, sau đó tiến hành cải tạo. Trước mình cũng nghĩ ngành công nghiệp nó rất là khó khăn, ngành nông nghiệp nó sẽ dễ dàng. Thế là mình cũng thử chuyển sang nông nghiệp xem là nó có dễ thật không, nhưng mà khi chuyển sang nông nghiệp mình cũng thấy là nó rất là cũng khó khăn, không kém gì công nghiệp. Mình thành lập hợp tác xã đầu năm 2021 với số lượng là 12 thành viên, với diện tích là 12 hectare, sản lượng khoảng 170 tấn trên một năm. Thành lập hợp tác xã thì mình cũng gặp nhiều khó khăn chứ, tại vì năm 2021 là năm bùng dịch Covid. Những ngày đầu thì mình cũng đến vận động từng hộ, từng gia đình là cùng mình phát triển xây dựng thương hiệu chè cho địa phương, vận động là mọi người sản xuất theo quy trình học ở các lớp tập huấn. Mình luôn theo sát các bà con để nhìn, để theo dõi từng quy trình, từ các khâu như là trồng chăm bón này, sau thu hái này, chế biến, nó rất nhiều công đoạn. Mà cái trà ấy, cái văn hóa trà nó rất là độc đáo, nó phải yêu cầu các tiêu chuẩn rất là khe. Trong quá trình làm việc mình cũng phải áp dụng các khoa học công nghệ mà mình biết vào sản xuất nông nghiệp để phát triển nó bền vững. Từ vùng nguyên liệu ban đầu 12 hectare, đến nay Hợp tác xã chè Công Tâm Minh Đức đã liên kết với tổ hợp tác sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp xã Minh Đức, mở rộng vùng nguyên liệu thêm 30 hectare, giúp việc sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Với anh, việc thành lập hợp tác xã không chỉ là cơ hội lập nghiệp cho bản thân mà quan trọng hơn là đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Cô thấy cô làm là lương lậu cũng ổn định, đủ ăn. Mới lại kết hợp với lại cô rất yêu chè cho nên là cô rất gắn bó với hợp tác xã Công Tâm. Công thì rất có tâm huyết về chè và rất say mê chè. Tuy là thanh niên nhưng mà rất chịu khó tất cả về các mặt về chè, ví dụ như là chăm bón rồi là kể cả có những hôm công cũng ra hái và chế biến chè. Phun thì thuốc sinh học, các cô làm cô không sợ độc hại,
phân thì bón các cô tay cô bón phân, nhưng mà chuyên gia là dùng phân hữu cơ nên là bọn cô làm rất là thoải mái, an tâm. Hiện tại hợp tác xã của mình là có 5 lao động chính và 20 lao động thời vụ. Người lao động thu nhập bình quân là từ 5 tới 6 triệu đồng một tháng. Năm 2023 vừa rồi doanh thu của mình cũng đạt 4 tỷ 8. Xác định cùng với nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hợp tác xã cũng mạnh dạn đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, hợp tác xã có 3 sản phẩm chính gồm trà nõn công tâm, trà đinh công tâm và trà móc cầu Minh Đức. Bình quân mỗi năm, hợp tác xã cung cấp ra thị trường trên 40 tấn chè thành phẩm, với giá bán dao động từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một kg. Năm 2022, sản phẩm của mình đã đạt được OCOP 3 sao là sản phẩm trà lọng công tâm. Và năm 2023, mình cũng đã có sản phẩm trà móc công Minh Đức, là tên của địa phương ấy, là cũng được 4 sao. Mình cũng sẽ cố gắng là năm 2024 hoặc 2025 là cũng cố gắng là sẽ phải cố gắng lên được 5 sao. Khi mình bán ra thị trường, mình dành rất nhiều quyền lợi cho khách hàng. Ví dụ khách hàng có thể thử hàng trước khi thanh toán. Với cả tất cả các sản phẩm của mình đều được kiểm định chất lượng. Thì mình tự tin là vùng trà của mình cũng là một vùng trà rất ngon, nhưng mà chưa có thương hiệu. Mẫu mã sản phẩm của mình thay đổi theo thị trường để nó theo trend, để sản phẩm nó cũng đa dạng mẫu mã sản phẩm. Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, anh Thạch Thọ Công còn tích cực tham gia hoạt động của đoàn thanh niên xã và các phong trào thi đua do địa phương phát động. Với những nỗ lực và thành quả đạt được như ngày hôm nay, anh Công xứng đáng là tấm gương để nhiều thanh niên noi theo. Mới đây, anh đã vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lương Định Của. Bạn Công là một đoàn viên thanh niên rất chi là ưu tú, có cố gắng và có niềm đam mê. Tuy là một người không xuất phát từ người con của Minh Đức, không xuất phát là người làm chè, nhưng bạn đã tìm tòi, đã học hỏi để phát triển được cái ngành nghề chè để hợp tác xã chè Công Tâm Minh Đức. Thứ nhất là cũng là một đơn vị cũng làm thật chất làm được cái tâm, cũng hướng đến lợi ích của người tiêu dùng, đặt lợi ích người tiêu dùng là trên hết. Thì trong những năm gần đây thì hợp tác xã đã phát triển ngày một mạnh mẽ hơn. Vừa rồi đã có một đoàn khách quốc tế về đặt vấn đề là sẽ ký hợp đồng đưa sản phẩm ra nước ngoài. Khởi nghiệp với không ít khó khăn về kinh nghiệm thực tế cũng như thị trường tiêu thụ, nhưng anh Thạch Thọ Công, một thanh niên với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Không chỉ góp phần giúp bà con nông dân gắn bó với nghề truyền thống, mà còn từng bước đưa thương hiệu chè Minh Đức vươn xa trên thị trường.